Nhìn lại thì Tổ quốc mỗi ngày lại mất thêm một đống đất, Thăng Long cũng mất tiêu luôn. Để thử lòng, vua giả vờ hỏi Trần Quốc Tuấn có nên đầu hàng không? Nó kinh thế đánh sao lại mà đánh. Quốc Tuấn chỉ nói dọn dẹp một câu: bệ hạ chém đầu tôi rồi hãy hàng. Kỳ này không chơi giường không nhà trống nữa, nhàm rồi. Ngồi trong Thăng Long thủ luôn mới gọi là dân chơi. Kỳ này không chơi giường không nhà trống nữa, nhàm rồi. Ngồi trong Thăng Long thủ luôn mới gọi là dân chơi. Nhìn vào lịch sử thì phải rút ra được bài học, đấy là cái quan trọng nhất. Bởi vì có những cái bài học ấy, người ta phải trả bằng mạng, thậm chí trả bằng cái sự hưng vong thịnh suy của cả một cái dân tộc, thì đó nó mới là lịch sử. Đằng này cái học lịch sử ngày này nổ súng kia bóp quả ý. Hôm nay nhân tiện tôi giải thích cho anh chị vì sao có Hồ Gươm, nhưng tôi dạy mẫu lịch sử cho anh chị nghe này. Ẩn sau cái Hồ Hoàn Kiếm ấy là tinh hoa của dân tộc, đó là thuyết chính danh của Khổng Tử. Thuyết chính danh là gì? Khổng Tử nói rằng danh không chính thì ngôn không thuận, và ngôn không thuận thì việc không thành. Tức là làm cái gì cũng phải có cái danh chính. Thì bây giờ tôi bắt đầu tôi dạy lịch sử xong, tôi ứng dụng vào kinh tế, chính trị rồi vân vân cho anh chị nghe nhé. Chỉ mất 5 phút thôi, không cần phải nhiều nhé. Quang Trung khi đánh ra Bắc thì phải lấy cái danh là Phù Lê Diệt Trịnh. Đấy, họ Trịnh tiếng là phụ giúp nhưng thực ra là ức hiếp vua Lê. Quang Trung đánh ra Bắc thì phải lấy cái danh là Phù Lê Diệt Trịnh. Họ Trịnh vì sao không dám phế vua Lê? Bởi vì vua Lê ấy, nó là cái danh chính, phế vua Lê là cái danh cướp ngôi, thiên hạ sẽ đại loạn ngay. Đó là lý do vì sao mà nhà Trịnh ấy đến hỏi Trạng Trình Nguyễn Bỉ Khiêm là gì ạ? Có lên phế vua Lê không? Thì Trạng Trình Nguyễn Bỉ Khiêm có nói rằng là thờ Phật thì ăn oản, ý nghĩa là gì? Thờ vua Lê để ăn cái lộc của vua Lê chứ đừng có phế vua Lê. Phế vua Lê là danh không chính, là ngôn không thuận ngay. Cách tình yêu hiểu chưa? Đấy, Lê Lợi cũng vậy. Cái chuyện Hồ Hoàn Kiếm ấy là Lê Lợi muốn mượn danh của thần Ninh. Bởi vì người ngày xưa người ta tin vào thần Ninh ma quỷ, mưa gió sấm chớp là do thần Ninh, thiên đường địa ngục đấy là có Ngọc Hoàng Đại Đế vân vân. Thì ông Lê Lợi này, ông ấy muốn mượn danh của thần Ninh, người đã được thần Ninh trao kiếm thì có phải là chân mệnh thiên tử không? Thì phải có phải là tất thắng không? Anh em có hết lòng đi theo không? Kể cả là Hoàng đế Quang Trung, khi thì ông dùng cái danh là gì ạ? Dẹp bỏ đúng, quyền thần giúp nhà Nguyễn, khi thì ông lấy cái danh là Phù Lê Diệt Trịnh, ông rất là linh hoạt nhé. Lý Thái Tổ cũng vậy, trước khi đăng cơ thì phải lấy cái danh như thế nào? Hay là đơn giản như là Võ Tắc Thiên bên Tàu đấy, phải lấy cái danh là Phật Di Lặc đầu thai làm thần thánh hoàng đế. Bởi vì người ngày xưa người ta tin vào thần linh ma quỷ. Chủ tịch Hồ Chí Minh phải lấy cái danh là không có gì quý hơn độc lập tự do đấy, dù có phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn thì cũng phải thống nhất đất nước. Chúng ta thà hy sinh tất cả, lấy cái ngọn cờ nó độc lập dân tộc, thống nhất đất nước để hội tụ nhân tâm lòng người. Danh chính là cái lá cờ để hội tụ lòng người. Tổng thống Mỹ Donald Trump ấy, khi mà ra tranh cử phải lấy cái danh là làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phải lấy cái danh là giấc mộng Trung Hoa. Cái danh là cái lá cờ hội tụ nhân tâm lòng người. Áp dụng vào kinh tế thế, một doanh nghiệp phải có triết lý kinh doanh, phải có đạo đức kinh doanh. Cà phê nó phải có cái danh chính, còn không nó chỉ là cái thức uống giải khát rẻ tiền thôi. Cà phê là phải là cà phê sách, trà cũng vậy, phải là trà đạo để lấy cái danh chính của cà phê. Tên của các em ấy nó cũng là cái danh chính. Những kẻ mà bán nước hại dân tên xấu lắm, nào là Thoát Hoan, Trần Đức Đắc. Đấy, còn những cái người mà thành công tên hay lắm, Quang Trung, Trần Hưng Đạo, cái tên là cái danh chính này. Tên Chủ tịch Hồ Chí Minh là gì? Là Nguyễn Ái Quốc đấy, Nguyễn Tất Thành. Cái tên của các em là cái gì? Thôi tôi không có thời gian để dạy thuyết chính danh cho các anh chị, đấy nó mới là lịch sử. Áp dụng vào kinh tế, áp dụng vào chính trị, áp dụng vào cái tên của con người, áp dụng vào doanh nghiệp. Mỹ muốn ném bom miền Bắc, Mỹ phải bịa ra sự kiện Vịnh Bắc Bộ để lấy cái danh. Mỹ muốn tấn công Syria, Mỹ phải lấy cái danh là chống vũ khí hóa học. Trung Quốc muốn đưa quân vào Triều Tiên, Trung Quốc phải lấy danh kháng Mỹ viện triều. Làm cái gì phải có cái danh chính. Danh là cái sứ mệnh của các bạn. Bạn sống vì cái gì? Hay là vì tiền? Vì bản thân mình, đấy là dục vọng thấp hèn. Cả cái dân tộc này giáo dục cái kiểu đấy à? Một cái quốc gia không có cái danh chính à để mọi người đi theo à? Làm sao bằng cái thời kỳ Chủ tịch Hồ Chí Minh được? Cả cái dân tộc này ấy, người ta đi theo Hồ Chủ tịch bởi vì cái danh chính là thống nhất đất nước. Phạm Lãi tự là thiếu bá, người đất Việt nước Sở, tuy xuất thân nghèo khó nhưng lại có kiến thức và tài năng cả về dân sự lẫn quân sự. Với tài năng đó, ông đã giúp Việt Vương Câu Tiễn đánh bại nhà Ngô. Khi đại sự thành công, Phạm Lãi cho rằng vua Việt là người cùng ở lúc hoạn nạn thì được chứ lúc an lạc thì không được, nên không ở lại làm quan mà bí mật trốn đi ở ẩn. Trong thời gian này, ông đi qua nhiều nơi và đã nhiều lần trở nên giàu có trong kinh doanh. Ông kinh doanh có phương pháp, chỉ lấy lời nhẹ nhưng bán được hàng nhiều, lại biết kính trọng mọi khách hàng, dù cho đó là một cậu bé hay một cụ già đã lầm cẩm. Nơi dừng chân cuối cùng của Phạm Lãi là ở đất Đào, vị trí ở giữa thiên hạ, tiện đường buôn bán để làm giàu. Ở đây,
Phạm Lãi đổi tên là Đào Chu Công và lại nhanh chóng trở nên giàu có, và sau đó lại đem phần lớn tài sản chia cho bạn bè và xóm làng. Bởi vì Phạm Lãi cả đời làm việc chăm chỉ, nhiều lần giàu lên, có khả năng giải tiền giúp đỡ người nghèo, không quan tâm đến danh lợi cũng như tầm ảnh hưởng to lớn của ông đối với tư tưởng và lý thuyết kinh doanh, nên sau cái chết của Phạm Lãi, ông đã dần dần được tôn sùng là thần tài, thần kinh doanh.